chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 1.400 tổ tự quản. Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi cộng đồng chung tay hiến máu. Những chiến sĩ biên phòng Quảng Trị điểm tựa vững chắc cho người dân nơi tuyến đầu chống dịch. Hòa Bình, người dân miền núi thiếu nước sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc nghiêm túc thực hiện công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát đối tượng tiêm vaccine COVID-19 theo đúng quy định, đảm bảo an toàn tiêm chủng, đẩy nhanh tốc độ tiêm. Các đơn vị tiếp tục tổ chức tiêm chủng cho những đối tượng ưu tiên, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định các đối tượng tiêm chủng phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo việc rà soát đối tượng tiêm theo đúng quy định và tiêm chủng tối đa số vaccine được cấp, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ tiêm chủng. Các sở y tế đôn đốc cơ sở tiêm chủng xây dựng kế hoạch tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phân bổ, thực hiện tiêm sớm, đúng lịch, không để xảy ra tình trạng lựa chọn hoặc chờ đợi để được tiêm loại vaccine khác. Bộ Y tế cũng yêu cầu sử dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi đối tượng tiêm chủng. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF mới đây thông báo Việt Nam đã sản xuất lô vaccine COVID-19 Sputnik V, thí nghiệm đầu tiên do Nga nghiên cứu phát triển. Công ty đối tác Vabiotech bên phía Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin này. Theo truyền thông nhà nước Nga, các mẫu thử nghiệm từ lô vaccine này sẽ được chuyển về Nga để kiểm tra chất lượng. Hiện quỹ đầu tư trực tiếp Nga và Vabiotech đang tích cực triển khai chuyển giao công nghệ vaccine. Trước đó, ngày 23 tháng 3, Bộ Y tế đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp Sputnik V. Sputnik V cũng là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt. Hiện gần 68 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng dân số trên 3,7 tỷ người đã đăng ký vaccine Sputnik V. Nhằm nâng cao khả năng ứng phó dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, đồng thời làm giảm áp lực lên hệ thống y tế, tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn công tác điều tra truy vết, kỹ thuật lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho thành viên của gần 1.400 tổ tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Các thành viên tổ tự quản COVID-19 được hướng dẫn thực hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại cộng đồng, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm về phòng xét nghiệm. Lực tổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người xét nghiệm SARS-CoV-2. Qua tập huấn, thành viên tổ tự quản nắm bắt đầy đủ các quy trình phòng chống dịch bệnh, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với tình huống có thể xảy ra. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình vừa thống nhất nâng cấp độ phòng chống dịch ở mức cao hơn so với cấp độ dịch hiện tại. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định đối với những người về Ninh Bình từ 19 tỉnh thành phía Nam đang bị phong tỏa và các tỉnh bị phong tỏa khác theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định đối với những người về Ninh Bình từ 19 tỉnh phía Nam đang bị phong tỏa và các tỉnh bị phong tỏa khác theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Riêng đối với hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, người về từ khu vực bị phong tỏa thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, người về từ khu vực không bị phong tỏa cách ly tại nhà 14 ngày. Đối với những người về Ninh Bình từ thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng và những tỉnh có dịch khác, nếu về từ những nơi bị phong tỏa thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, nếu về từ những nơi không bị phong tỏa thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hơn 10.000 nhân lực y tế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các địa phương khu vực miền Bắc, miền Trung đã hỗ trợ y tế thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Tại Hà Nội, giảng viên, bác sĩ và sinh viên tình nguyện cũng đã lên đường chi viện. 70 trong tổng số 239 thầy trò Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam đã lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. 12 giảng viên, bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc học viện được tăng cường hỗ trợ các em sinh viên tình nguyện. Rất nhiều người trong số đó vừa hoàn thành 14 ngày hỗ trợ tỉnh Bắc Giang dập dịch. Lễ xuất quân tiếp sức thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 mang đến nhiều cảm xúc cho nhiều sinh viên khi quyết định tham gia tình nguyện lần này. Bằng sức trẻ, sự quyết tâm và tinh thần quả cảm, các em mong muốn khống chế dịch cùng lực lượng y tế của cả nước.
Đến thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch lần này, tất cả đều được tiêm vaccine và xét nghiệm PCR âm tính. Dự kiến, các sinh viên của học viện cùng các thầy cô các bộ môn chuyên ngành sẽ về huyện Củ Chi tham gia công tác xét nghiệm và truy vết cùng lực lượng tại chỗ. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng dưới sự huy động tối đa lực lượng y tế của Bộ Y tế, các chi đoàn viện đều đi trong tâm thế quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, để cuộc sống của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân cả nước trở lại yên bình. Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết công tác tiếp nhận máu và tiểu cầu từ nguồn hiến tình nguyện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn máu dự trữ tại kho của bệnh viện đang rất cạn kiệt. Bệnh viện kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng đến hiến máu cứu người. Bác sĩ Lê Hoàng Oanh, Giám đốc Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, cao điểm khi chưa có dịch COVID-19, bệnh viện luôn có trên 7.000 đơn vị máu trong kho. Hiện nay do dịch bệnh, không thể đi lấy máu hiến lưu động, lượng người đến hiến máu tại trung tâm cũng ít nên lượng máu còn lại rất ít. Đến ngày 22 tháng 7, lượng tiểu cầu dự trữ tại bệnh viện chỉ còn vỏn vẹn 13 đơn vị, trong khi bình thường khoảng 90 đơn vị. Ngoài ra, số lượng máu dự trữ tại trung tâm cũng chỉ còn khoảng 2.000 đơn vị. Nếu không bổ sung kịp thời, lượng máu này sẽ cạn kiệt trong 7 ngày tới, ảnh hưởng rất lớn đến việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và các tỉnh phía Nam. Trước tình hình cấp bách đó, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi sự chung tay tình nguyện của cộng đồng để hiến máu cứu người. Mỗi người hiến máu tình nguyện có thể đi vào Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy bằng đường Phạm Bố Chí qua cổng số 5. Và ở đây thì người hiến máu được gửi xe và test COVID miễn phí ở tại cái cổng số 5 của Trung tâm truyền máu, và đồng thời là thực hiện cái 5K của Bộ Y tế. Rồi sau đó khi có xét nghiệm âm tính thì vào hiến máu tại tầng 1 của Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy. Người dân có thể đến địa chỉ Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, cổng số 5 đường Phạm Hữu Trí, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia hiến máu. Thời gian từ 7 giờ đến 16 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6. Thưa quý vị và các bạn, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp, song để tạo điều kiện cho người lao động ở hai địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ra văn bản hướng dẫn cụ thể các trường hợp người dân ra vào Quảng Nam trong thời điểm hiện tại. Theo đó, Quảng Nam cho phép người lao động tại Quảng Nam được phép đi về trong ngày với thành phố Đà Nẵng và thực hiện phương châm 2 điểm một tuyến. Cách ly tập trung đối với người đến, ở, về từ những khu vực của Đà Nẵng đang thực hiện chỉ thị số 15, 16 của Chính phủ. Các nhà quản lý, chuyên gia, công nhân, người lao động từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi vừa đến và ở lại Quảng Nam để làm việc thì không phải cách ly nhưng phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên, được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu và có giấy giới thiệu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị thi công và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Người từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Nam và ngược lại, đi về trong ngày cần chọn một tuyến đường đi về cố định, có đi qua chốt kiểm soát, không dừng đỗ và thay đổi lộ trình đã chọn. Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta đã kéo dài gần 2 năm và trải qua 4 đợt dịch lớn bùng phát. Đó cũng là khoảng thời gian cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh Quảng Trị căng mình trên những nẻo đường biên giới tuần tra chốt chặn ở những chốt biên phòng. Nhưng những người lính nơi đây họ đã gác lại niềm riêng để luôn làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch. Đây là chiếc lán dã chiến của đồn biên phòng Hướng Lập, cũng như các chiến sĩ ở các tổ chốt trên toàn tuyến. Từ nhiều tháng nay, các chiến sĩ biên phòng không về thăm nhà hay gác lại chuyện hôn sự hay việc hiếu, hỉ trong gia đình. Đại úy Hoàng Minh Thiết, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Hướng Lập, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị là một trong những chiến sĩ như vậy. Đã hơn 4 tháng nay, anh đã gác lại nỗi nhớ và tình thương da diết với đứa con trai 8 tháng tuổi đang bị bệnh tim bẩm sinh để cùng đồng hành cùng với đồng đội trên tuyến biên giới mà đơn vị quản lý. Sau phút giây nghỉ ngơi, được ngắm nhìn đứa con thân yêu của mình qua màn hình chiếc điện thoại, cậu bé con nhà lính thiệt thòi từ khi mới lọt lòng, liên miên điều trị từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Người bố trẻ thường xuyên xa nhà, dự tính xin cắt phép để đưa con vào Huế tiếp tục chữa trị, nhưng đành hoãn lại vì nhiệm vụ đang cần. Chống dịch như chống giặc, chúng tôi cũng xác định rõ vai trò trách nhiệm và gác lại niềm hạnh phúc nhỏ của gia đình, con cái gửi lại cho ông bà nội
và vợ ở nhà để chăm nuôi. Chúng tôi là sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Những người lính nơi tuyến đầu chống dịch trên biên giới Quảng Trị, họ không những gác lại niềm riêng mà họ còn là cán bộ dân vận giỏi, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Vận dụng linh hoạt các biện pháp, nghiệp vụ biên phòng để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định 5K và các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của chính quyền, các cấp về phòng chống dịch COVID-19. Và bộ đội biên phòng là cực khổ hung ở trong chốt. Đó. Dân đi múc nước là vẫn bộ đội biên phòng kiểm tra kiểm soát hết, không cho qua lao. Bộ đội biên phòng là cực khổ ở là giúp dân, vừa là làm việc nhà nước mà vừa giúp dân, rất kỹ là bộ đội biên phòng đấy. Chốt là nhà, biên giới là quê hương, gian nan, vất vả vẫn còn đó, nhưng nghị lực của người lính, phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng. Họ là những lá chắn sống, điểm tựa vững chắc trên biên giới, để biên giới Quảng Trị được bình yên, ngay từ phên rậu, cửa ngõ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Dự án nâng cấp sửa chữa mở rộng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt tháng 10 năm 2017. Đầu năm 2020, công trình đi vào hoạt động. Tuy nhiên đến thời điểm này, hàng trăm hộ dân vẫn đang phải dùng nước giếng khoan hoặc chịu cảnh cắt nước luân phiên. Cuối năm 2019, đầu năm 2020, hộ gia đình ông Hoàng Văn Lanh ở thôn Phú Hải 1, xã Phú Nhuận rất vui mừng khi thấy đường ống nước và đồng hồ được lắp về đến cổng nhà. Ông Lanh vui vì sắp thoát cảnh phải sử dụng nước giếng không đảm bảo vệ sinh bấy lâu nay. Tuy nhiên, đặt đồng hồ nước thì cũng chỉ để cho vui. Đặt đồng hồ cho gia đình tôi như bây giờ, từ bấy giờ đến giờ cũng không có một cái số nước nào để về đến đồng hồ cả. Đấy là cái mong muốn của chúng tôi, là muốn là có nước sạch để dùng để đỡ ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho toàn thể nhân dân. Dự án nâng cấp, sửa chữa, mở rộng công trình nước này do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng. Tuy vậy, sau 2 năm đưa vào sử dụng, cả 50 hộ trong thôn đều chưa một lần được sử dụng nguồn nước sạch này. Còn ở thôn Phú Hải 2, khu vực bưu điện xã thì phải chịu cảnh cắt nước luân phiên. Còn đây là giải thích của chủ đầu tư dự án. Sự nâng cấp và sửa chữa công trình không được làm mới, cho nên là cái hệ thống về mặt kỹ thuật đáp ứng chưa được đầy đủ cho các hộ dân theo thiết kế. Ở trên khu vực cao bất lợi thì thường xuyên thiếu nước, lý do là hệ thống cấp nước luân phiên, cho nên là cái đáp ứng cho cái việc mà chuyển cái vị trí cao hơn là rất là bất lợi. Cái biện pháp về kỹ thuật thì sẽ khắc phục trong thời gian tới. Điều đáng nói là công trình được thiết kế đủ đáp ứng cho 800 hộ dân. Hiện tại thì mới chỉ có 500 hộ đăng ký sử dụng, nhưng nước thì vẫn thiếu, và đặc biệt là điểm mở rộng như thôn Phú Hải 1 thì nước không thể chảy tới. Câu hỏi này xin được gửi tới các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lào Cai. Tại xã miền núi thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, thời gian qua tình trạng thiếu nước sinh hoạt không chỉ diễn ra ở các thành phố mà tại các khu vực miền núi thiếu nước cũng trong tình trạng tương tự. Việc thiếu nước sinh hoạt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đối với các hộ dân sử dụng nước mưa, nguồn nước tự nhiên dẫn từ khe suối để sử dụng hàng ngày. Xóm Đồi 2, xã Kim Bôi, nơi đây có 122 hộ dân thì có trên 60% tổng số hộ thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Đặc biệt, cao điểm từ tháng 8 đến tháng 4 hàng năm, tỷ lệ người dân xóm Đồi 2 khát nước sinh hoạt lên đến 80%. Gia đình chúng tôi thì cũng được mấy năm nay rồi không có nước để dùng, mà không thể làm thế nào được nữa, không có nước sinh hoạt, thế là chúng tôi phải bắt buộc lại phải thuê người đào giếng. Nước giếng thì lúc có lúc không, mà nó rất là bẩn, ô nhiễm, mà nó có mùi hôi, mùi tanh, mà gia đình vẫn phải bắt buộc để lấy cái nước giếng để sinh hoạt, từ nấu nướng, giặt giũ, gọi là tất tật đều là phải dùng nước giếng, mà nó rất là không đủ tiêu chuẩn để mà mình dùng. Thực tế hiện nay, nguồn nước tự nhiên được người dân xóm Đồi 2 kéo từ các khe suối và tích trữ nguồn nước mưa tại bể chứa gia đình đều chưa qua kiểm nghiệm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số bệnh dễ mắc phải chủ yếu về đường tiêu hóa, da liễu. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, người dân vẫn phải nhắm mắt làm ngơ sử dụng nguồn nước này.
Theo kiến nghị phản ánh của nhân dân xóm đồi 2 về tình trạng thiếu nước sạch, nhưng đảng chính quyền địa phương cũng họp và bàn thống nhất để là tháo gỡ khó khăn việc tình trạng là thiếu nước sạch ở xóm đồi 2. Về đảng chính quyền địa phương sẽ đề xuất là cấp trên sớm có chủ trương đầu tư để đảm bảo là cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn xã. Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt tại xóm đồi 2, chính quyền địa phương cần có phương án xử lý nhằm đáp ứng cung cấp nguồn nước sạch cho người dân, chú trọng việc sử dụng nguồn ngân sách đầu tư xây dựng các công trình nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chương trình xin được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dù Bộ Giao thông Vận tải đã lập luồng xanh quốc gia để lưu thông hàng hóa, nhưng vẫn còn nhiều sở giao thông vận tải các tỉnh thành chưa kết nối nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài ra vào các cửa ngõ thành phố Hà Nội, Hải Phòng. Trước tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải nhanh chóng lập luồng xanh địa phương đấu nối với luồng xanh quốc gia để cấp thẻ nhận diện có mã QR cho các phương tiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhanh chóng lưu thông hàng hóa. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau 48 giờ triển khai cấp thẻ nhận diện mã QR, đã có 47 sở giao thông vận tải triển khai xây dựng luồng xanh địa phương kết nối với luồng xanh quốc gia. Đến nay đã có 3.408 phương tiện được cấp thẻ nhận diện có mã QR trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ và 41.868 xe được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chủ yếu các phương tiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thuận tiện, không bị ùn tắc. Đối tượng thuộc diện cấp thẻ nhận diện có mã QR code cần đăng ký tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn gửi về Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh giải quyết chỉ trong 24 giờ. Ở đây không cứ là những cái tỉnh thực hiện chỉ thị 16 hay chỉ thị 15 mà tất cả các tỉnh là thực hiện là cái cấp mã cho các cái lái xe mà để thực hiện cái giao thông trên toàn quốc. Vì hiện giờ là theo cái chỉ đạo của Thủ tướng thì đã chống Covid thì chống tất cả các cái tỉnh đều thực hiện. Cho nên các doanh nghiệp và các lái xe là phải thực hiện kê khai điện tử và anh in cái mã QR code cho toàn quốc. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết tất cả mọi thông tin khai báo để được cấp mã QR code, các đơn vị vận tải lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã đăng ký khi cấp thẻ nhận diện và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát và các sở giao thông vận tải trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, phải có phương án quản lý chặt chẽ lái xe và người đi theo xe, hạn chế tiếp xúc để đề phòng và đảm bảo an toàn, ngăn chặn lây lan dịch bệnh cả trước, trong và sau khi vận chuyển. Qua công tác tuần tra, quản lý, nắm tình hình địa bàn, Công an phường 3 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện tại căn nhà thuộc đường Đống Đa phường 3 do ông Trần Ngọc Thương 42 tuổi làm chủ có biểu hiện tập trung đông người, vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, đã phát hiện có 16 người đang tập trung tổ chức mừng sinh nhật cho ông Thương. Ngay lập tức, Công an phường 3 đã yêu cầu các đối tượng trên ngừng hoạt động tụ tập, đồng thời tiến hành test nhanh các đối tượng, qua đó phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy. Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thương và 15 người còn lại do tụ tập đông người, vi phạm quy định về phòng dịch, đồng thời triệu tập 10 đối tượng có kết quả test nhanh dương tính với ma túy để xác định tình trạng nghiện và xem xét xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Mới đây, Công an xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi phối hợp với đội an ninh Công an huyện Ân Thi, phòng xuất nhập cảnh và phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại nhà ông Trần Văn Phương, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại thôn Đào Quà, xã Bãi Sậy, có 20 người quốc tịch Trung Quốc, gồm 18 nam, 2 nữ, không có hộ chiếu, thị thực, chỉ có giấy tờ Trung Quốc. Các trường hợp trên khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện 20 người trên đã được test nhanh COVID-19, tất cả đều cho kết quả âm tính và được đưa đi cách ly tập trung tại trường Đại học Thủy lợi, cơ sở Phú Hiến. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Bãi Sậy đã tổ chức cách ly đối với hộ gia đình ông Trần Văn Phương. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.